Kính chào các đồng chí và các bạn. Tôi là Cao Xuân Nguyên. Đây là bản tin 35 online của báo Quân đội Nhân dân điện tử. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin hôm nay. Công tác kiểm tra của Đảng phải đi trước một bước, bảo vệ sự đúng đắn, tầm vóc, bản chất khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở của đạo đức, nhân cách và trí tuệ của người Việt Nam. Không tôn giáo nào được phép đứng ngoài hoặc đứng trên lợi ích quốc gia dân tộc. Công tác kiểm tra của Đảng phải đi trước một bước, đó là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tại cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo diễn ra ngày 27 tháng 4 vừa qua tại Hà Nội. Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá những công việc đã làm trong thời gian vừa qua với khối lượng lớn, rút ra được nhiều kinh nghiệm tốt. Ban Chỉ đạo đã đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên nhiều lĩnh vực mới, khó, tồn tại lâu dài như đất đai, tài chính, thị trường chứng khoán. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, từ thực tế của công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã rút ra kinh nghiệm hoàn toàn đúng cả về lý luận, thực tiễn và đường lối. Đó là công tác kiểm tra của Đảng phải đi trước một bước, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, cứ có dấu hiệu là Ủy ban kiểm tra có quyền vào kiểm tra. Đây là kinh nghiệm hay, đúng nguyên tắc, kỷ luật Đảng trước rồi đến kỷ luật về hành chính, tiếp đến là xử lý hình sự. Điều này phù hợp với đường lối và thực tiễn đã chứng minh là đúng, có kết quả tốt. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, các vụ án đã được xử lý nghiêm, rất nhân văn, tài sản thu hồi lớn. Nhưng cái lớn nhất vẫn là củng cố, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Nghị quyết có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện đường lối tư duy mới, bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là khẳng định của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị quán triệt và triển khai tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới diễn ra ngày 28 tháng 4 tại Hà Nội. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 được ban hành trên cơ sở thành tựu, kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn qua gần 40 năm đổi mới đất nước, nhất là đã kế thừa kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 9 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghị quyết xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới của tình hình thế giới, khu vực, hội nhập quốc tế. Qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ Tổ quốc của cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, tạo ra động lực mạnh mẽ, thúc đẩy toàn đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ tịch nước lưu ý, việc tổng kết cần bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định trong Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương liên quan đến lĩnh vực này, ban hành thời gian gần đây. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức tổng kết bảo đảm toàn diện, nghiêm túc, thực chất, thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng, sát với chức năng nhiệm vụ của từng ban bộ ngành Trung ương, địa phương, đơn vị. Phát biểu tại lễ tổng kết trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ nhất và phát động cuộc thi lần thứ hai do Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tổ chức vừa qua, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ sự đúng đắn, tầm vóc, bản chất khoa học, cách mạng, nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, làm cho hệ tư tưởng của Đảng thấm sâu vào đời sống chính trị, tinh thần của xã hội. Trung tướng Trịnh Văn Quyết chỉ rõ, sau một năm tổ chức, cuộc thi viết đã thu hút nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo có uy tín tham dự, cho thấy sức hút, sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi về chủ đề đặc biệt quan trọng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thành công ý nghĩa hơn là qua cuộc thi đã động viên, khích lệ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo, cộng tác viên và bạn đọc tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, từ đó hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Chưa bao giờ cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có tính thời sự, cấp thiết như hiện nay. Vì vậy, thành công của cuộc thi không chỉ góp phần củng cố niềm tin của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vào những giá trị nền tảng tư tưởng của Đảng, mà còn khơi dậy, phát huy sức mạnh, trí tuệ của các lực lượng trong xã hội tham gia tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong xã hội.
Báo Quân đội Nhân dân ngày 28 tháng 4 đăng bài nhận thức đúng giá trị của chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, cơ sở của đạo đức, nhân cách và trí tuệ của người Việt Nam, bác bỏ những thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị bản chất của chiến thắng 30 tháng 4 trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Vẫn với luận điệu cũ, các thế lực thù địch rêu rao rằng ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày kết thúc của một cuộc nội chiến tương tàn. Việt Nam không cần chiến tranh, có thể thực hiện thống nhất đất nước bằng giải pháp hòa bình. Coi 30 tháng 4 là ngày quốc hận, là ngày giỗ của một chính thể phi pháp, phi nghĩa. Đầu tiên cần khẳng định, ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày vui thống nhất, ngày vui giải phóng của cả dân tộc Việt Nam. Đây là cuộc kháng chiến của toàn thể dân tộc Việt Nam trước sự xâm lược của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam luôn có khát vọng thống nhất, hòa hợp, đã chiến đấu kiên cường vì khát vọng ấy. Thế nhưng, hòa hợp dân tộc dứt khoát không phải là sự chối bỏ lịch sử. Hòa hợp dân tộc không phải là sự đổi trắng thay đen, không phải là sự trộn lẫn giữa chính nghĩa và phi nghĩa. Dứt khoát không phải là sự đánh đồng giữa những người có công với những kẻ có tội với dân tộc Việt Nam. Vì thế, những ai thực sự thành tâm hối cải muốn quay về thì Tổ quốc Việt Nam, nhân dân Việt Nam luôn dành cho họ cơ hội. Còn những kẻ luôn dắp tâm phá hoại đất nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nếu không sớm tỉnh ngộ thì nhân dân Việt Nam cũng khó dung tha. Nhận diện hoạt động của một số tà đạo hiện nay là nhân đề bài viết trên báo Công an Nhân dân, chỉ rõ thời gian qua, hoạt động của các tà đạo đã tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế, văn hóa và tình hình an ninh trật tự ở một số địa phương. Một số tà đạo bị các thế lực thù địch phản động lợi dụng, kích động hoạt động chống phá chính quyền, thuyết giảng kinh sách có nội dung phê phán, đi ngược lại với văn hóa truyền thống, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Lợi dụng chính sách tự do tôn giáo ở Việt Nam, một số người đã đứng ra thành lập và tuyên truyền một số hình thức của tà đạo như Dương Văn Mình, Dê Sùa, Bà Cô Dợ, tuyên truyền mê tín dị đoan, hành đạo trái với văn hóa truyền thống thuần phong mỹ tục, gây mất đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc, tôn giáo, tác động tiêu cực đến sự ổn định xã hội, bị các thế lực thù địch phản động lợi dụng, kích động hoạt động chống chính quyền. Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quan điểm chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Thế nhưng, không tôn giáo nào được phép đứng ngoài hoặc đứng trên lợi ích quốc gia, dân tộc. Cũng như các hoạt động khác của xã hội, mọi sinh hoạt tôn giáo đều phải trong khuôn khổ hiến pháp, pháp luật Việt Nam, nghiêm cấm bất kỳ ai lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật. Trang Hương Sen Việt đăng bài "Không để mắc bệnh mới chữa", khẳng định trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực phải coi trọng khâu nắm tình hình, giám sát hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, để chủ động ngăn ngừa, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm từ khi mới manh nha, chớm phát sinh vi phạm, không để vi phạm từ một người thành nhiều người, từ ít nghiêm trọng trở thành nghiêm trọng. Mới đây, tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, công tác kiểm tra phải đi trước một bước. Có dấu hiệu vi phạm là Ủy ban kiểm tra có quyền vào kiểm tra. Với phương châm đó, hiện nay, công tác kiểm tra giám sát ngày càng chủ động, tích cực hơn, giúp một số vụ việc từng bước được sáng tỏ, dần lộ ra những sai phạm hoặc kịp thời ngăn chặn những sai phạm, hậu quả lớn có thể xảy ra. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, sự lãnh đạo của Đảng. Với sự tích cực chủ động đi trước một bước, theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm rõ những cá nhân tổ chức liên quan đến các vụ việc sai phạm gần đây. Chúng ta không vui khi cán bộ lãnh đạo các cấp bị xử lý kỷ luật. Song, đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định, chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình, không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình. Trái lại, rất khổ tâm và đau xót. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai lầm, chúng ta phải kỷ luật. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người. Và để ít phải xử lý kỷ luật, công tác kiểm tra phải đi trước một bước. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã đồng hành cùng bản tin 35 online của báo Quân đội Nhân dân điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong các chương trình lần sau.